Sau 2 ngày lập kênh TikTok, mới đây Jennie Blackpink chính thức tung ra clip đầu tiên trên nền tảng mạng xã hội cực hot này. Chỉ một chi tiết, người hâm mộ đã phát hiện ra một bí mật. Theo đó, sau Rose và Lisa, Jennie là thành viên thứ 3 của Blackpink mở kênh cá nhân để tiếp cận người hâm mộ trên nền tảng TikTok. Trước đó, chỉ sau khoảng 11 giờ 33 phút, Jennie đã cán mốc 1 triệu lượt follow theo dõi. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh TikTok của cô nàng đã chạm 2,1 triệu lượt theo dõi. Trong video được chia sẻ, Jennie khoe trọn visual trong veo trên nền nhạc giai điệu bằng hit solo. Chỉ với khoảng 10 giây nhưng từng khoảnh khắc của cô nàng trong video cũng đủ hấp hồn người xem. Có thể nói việc lần đầu xuất hiện trên kênh TikTok chính chủ khiến cho cộng đồng fan toàn cầu vô cùng phấn khích. Chỉ trong khoảng chưa đầy một tiếng đồng hồ, đoạn clip đã nhanh chóng thu về 2 triệu lượt xem cùng gần 1 triệu lượt thả tim từ người hâm mộ. Bên cạnh đó, một chi tiết trong video được Jennie đăng tải khiến người xem không khỏi chú ý. Đó chính là chiếc áo có gắn logo của câu lạc bộ bóng đá Hamburg SV. Đây là một trong những câu lạc bộ thể thao lớn nhất ở Đức với hơn 85.000 thành viên chính thức và được tạp chí Forbes của Mỹ xếp hạng trong top 20 câu lạc bộ bóng đá giá trị nhất thế giới. Ngoài ra, sân nhà của Hamburg SV cũng chính là sân vận động bóng đá Wolfsburg Station Hamburg. Đây là sân vận động tham gia phục vụ giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 và sẽ tổ chức 5 trận đấu với sự góp mặt của các đội bóng như Ba Lan, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Séc. Chính vì vậy, việc Jennie bỗng bất ngờ mặc chiếc áo có logo của câu lạc bộ bóng đá Hamburg SV khiến không ít khán giả cho rằng cô nàng quả thực là một fan của bóng đá. Một lần mặc áo MU thì có thể coi là vô tình, nhưng hai lần mặc áo của các câu lạc bộ bóng đá thì là hữu ý rồi. Nhiều fan cũng trêu khéo Jennie lần này cũng đang hóng Euro 2024 lắm đây này. Trước đó vào thời điểm ra mắt MV Pink Phantom, Jennie từng khiến cư dân mạng bùng nổ khi mặc chiếc áo của câu lạc bộ Manchester United. Thời điểm này đội bóng đang bị dập tới bến trên khắp thế giới khi đứng thứ nhất từ dưới lên của bảng xếp hạng giải bóng đá ngoại hạng Anh Premier League. Tuy nhiên sau khi Jennie mặc áo có logo MU, đội bóng liền lập tức đổi vận, khiến cho cô nàng còn được mệnh danh là nữ thần may mắn của đội bóng Manchester United. Có thể thấy gần đây cộng đồng người hâm mộ Blackpink đứng ngồi không yên khi các thành viên liên tục thông báo về việc comeback. Từ Lisa, Jennie cho đến Rose, ai cũng đã lên kế hoạch về MV, album mới hay lập kênh TikTok cá nhân để chuẩn bị quảng bá. Thế nhưng giữa lúc ba người em của mình đang rầm rộ chuẩn bị trở lại, thì chỉ cả Jisoo lại không hề có động tĩnh gì. Thời gian qua, Jisoo vẫn chăm chỉ tham gia các sự kiện nhãn hàng, tuy nhiên về âm nhạc thì cô nàng lại không hề đã động gì đến. Jisoo lần đầu debut solo với MV Flower hơn một năm trước và tới thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ vẫn chưa cho ra mắt các ca khúc mới. Trước đó, Jisoo cũng là thành viên cuối cùng trong Blackpink ra mắt solo. Thời điểm đó, YG nhận về nhiều lời chỉ trích khi bị cho rằng quá chăm bẩm ba thành viên kia mà ghẻ lạnh với Jisoo. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các hoạt động cá nhân của Blackpink không còn do YG quản lý, thế nên việc comeback của các thành viên đều phải phụ thuộc vào công ty quản lý mới. Cuối năm ngoái, YG Entertainment chính thức phát thông cáo tuyên bố về việc đã hoàn tất việc gia hạn hợp đồng độc quyền với Blackpink. Công ty cho biết, sau khi trao đổi kỹ lưỡng với Blackpink, chúng tôi đã ký hợp đồng độc quyền cho các hoạt động của nhóm dựa trên sự tin tưởng sâu sắc. Ngay sau khi thông tin Blackpink tái ký hợp đồng với công ty, cổ phiếu của YG đã lập tức phi mã lên con số khổng lồ. Điều này một lần nữa chứng tỏ Blackpink đang là con gà đẻ trứng vàng của YG và việc tái ký hợp đồng thành công có thể được xem là bàn đạp trong công cuộc kiếm tiền của công ty thông qua hoạt động tương lai của nhóm.